Trước diễn biến phức tạp của COVID-19 ở nhiều địa phương, đặc biệt khi một số nước xuất hiện biến chủng mới Omicron, Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện 1677 yêu cầu các bộ ngành địa phương tăng cường công tác chỉ đạo, ứng phó hiệu quả hơn với dịch bệnh. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cấp thực hiện đúng tinh thần nghị quyết 128 về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, chú trọng đánh giá mức độ nguy cơ sát thực tế để kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống dịch phù hợp, không gây ách tắc cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh và ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Các bộ ngành địa phương đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, đồng thời bảo đảm thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K, đẩy mạnh hơn nữa tốc độ tiêm vaccine an toàn, khoa học, hiệu quả và các biện pháp phòng chống dịch của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và Bộ Y tế.